Xin chào toàn thể các quý vị và các bạn đang theo dõi kênh của Luật Máy Cưa. Hôm nay là ngày 14 tháng 10, cửa hàng chúng em lại xin lên sóng cho anh em một lô máy cưa xích anh em nhé. Hàng của Nhật bãi nuôi đi anh em ạ. Và hôm nay thì có rất là nhiều các thương hiệu như kiểu là Hubmana, Estin, Echo này, Echo rất là nhiều nhá. Makita, Hitachi, Echo này và Tanaka anh em. Hôm nay thì có lên con tay cụt cho anh em nào có nhu cầu một cầm một chiếc máy cưa nhỏ gọn này anh em. Đánh dấu ký tự lô ngày hôm nay đó là lô chữ S và có báo giá công khai. Trong video ngày hôm nay thì cả chúng em sẽ có báo giá công khai này, có test nổ video và nói tình trạng máy như thế nào, độ dài lam xích bao nhiêu, công suất như thế nào để phù hợp cho anh em về sử dụng gia đình anh em nha. Nên là anh em vui lòng tua kỹ video, xem đi xem lại để cảm thấy mà thật sự ưng với những cái con máy mà anh em lựa chọn nha. Thì anh em hãy liên hệ cho cả chúng em qua đường dây số điện thoại 0354392929 để đặt hàng. Và tình trạng đặt hàng của em thì rất là đơn giản, không cần cọc trước. Anh em chỉ cần ví dụ là anh muốn chốt con nào, ví dụ anh muốn thích con này đúng không, nhưng mà anh không biết tên nó là con máy gì, thì anh chỉ cần báo cho em là anh muốn chốt con máy S1. Đấy, thì cả chúng em biết ngay là anh em muốn đặt cái con tay cụt này và đóng hàng gửi đi cho anh em. Và tất cả giá ở đây thì đã bao gồm cho anh em là miễn phí vận chuyển này, tặng kèm phụ kiện là một típ mở buji, một chiếc rũa và một tô vít chỉnh, và bảo hành cho anh em lên đến 6 tháng anh em nhé. Đấy, và tất cả những cái hàng ở đây là cửa hàng chúng em thì bán cho anh em đều là hàng đời mới và hàng thông dụng, đến nữa sửa chữa dễ dàng, chứ không phải là bán những cái hàng cổ và hàng nồi đồng cối đá, mà những hàng cổ tít từ thời ngày xưa thì cửa hàng chúng em thì không có bán những cái dòng đấy. Nên là anh em vui lòng xem kỹ video anh em nha. Rồi, con đầu tiên là con S1. Đấy, đánh dấu ly của lô ngày hôm nay là lô chữ S, thì từ S1 cho tới S10. S1 này, S2, S3, S4, S5 này, S6, S7, S8, S9, S10 đấy. Thì anh em ưng con nào thì chỉ cần báo cho em là cái mã là chữ S đấy thôi, thì em sẽ biết và đóng hàng gửi đi cho anh em. Rồi, đầu tiên là con máy cưa S1. Con này nó là dòng cưa tay cụt anh em nhé, hay thường gọi là máy cưa mini đấy anh em ạ. Đó, con này thì nó là dòng cưa Tanaka của hàng Nhật bãi nội địa, công suất lên đến là 33cc. Đây, 33cc nhá. Và đường kính chai bít tông của con này là 38mm. Đấy, với cái tình trạng mà máy công suất 33cc thì nó cũng thuộc dạng khá là to ở trên thị trường rồi. Thường thường những cái dòng máy cưa tay cụt khác ấy, hoặc là máy cưa tay cụt đời mới đang bán mới trên thị trường thì nó dao động bây giờ chỉ tầm khoảng 25-26cc thôi. Còn riêng con này nó là 33cc anh em nhá. Lam của con này dài đây, anh em sẽ đo luôn cho anh em xem qua. Lam là 35cm, phần mặt cắt là còn 30 anh em nhà. Đây, phần mặt cắt của nó đây, 30cm. Xích là size xích mini. Xích này thì mua bán trên thị trường thì cũng rất là nhiều. Lam xích thì vẫn là còn nguyên zin của nó luôn anh em nha. Đây, sẽ xích khá là dày dặn và to bản. Đây, xích này thì nó tầm khoảng 80% đấy anh em. Và dòng này thì có núm bơm xăng phụ để cho anh em là dễ dàng bơm xăng cho nó lên nhanh chóng này. Còn bên trên này là đổ xăng pha nhớt anh em nha, và bên dưới là đổ nhớt để bôi trơn lam xích. Đây, công tác thì ở đây đây, gạt lên là mở, gạt xuống là tát. Đó, tất cả của nó đây nha, dòng cưa tay cụt đây anh em nhìn đúng không ạ. Ngoại trừ máy nó chỉ phần xém nó cháy một tí ở đây thôi, thì máy móc con này thì nó liền mạch, toàn bộ là dàn nhựa, vỏ nhựa của nó là không có tình trạng bể vỡ gì cả. Đấy, giá thì chỉ 1850, thì giá đã bao gồm cho anh em là phí vận chuyển, tặng kèm đồ nghề và bảo hành lên đến 6 tháng cho anh em về sử dụng thôi. Đó, con này thì có thể nhu cầu cho anh em cắt những khung gỗ đường kính khoảng tầm 20cm đổ lại nhé. 20cm đổ lại thì con này thì cắt vô tư luôn anh em. Xin lỗi anh em nha, vừa đang quay thì có khách ngoài một tí xíu. Rồi, qua con S2. S2 đây anh em. S2 là một con máy cưa đến hiệu Echo. Con này thì nó nuôi đồng cua đá rồi, nó giá cả thì vừa phải để cho anh em về phục vụ sử dụng gia đình nha. 1,6 triệu, nhưng mà theo máy này là một cây lam Latin luôn anh em. Đó, đây, cây lam Latin luôn anh em nhá. Đó anh em nhìn không, đầu Latin khá là dày dặn và to bản anh em. Xích nó là sử dụng xích mini, lam của nó là 40cm, phần mặt cắt là còn 35cm,
xích là xài xích mini nhá. Xích này thì nó là rất là thông dụng, mua bán thị trường rất là nhiều. Cái dòng này thì giá cả vừa phải để cho anh em về phục vụ sử dụng gia đình, nồi đồng cối đá. Đấy, tại sao một cửa hàng chúng em lại bảo là nồi đồng cối đá, bởi vì tất cả những cái con máy của nó này nó đều là bằng hợp kim nhôm hết. Đấy, hợp kim nhôm hết anh em. Như con này thì tình trạng quá đẹp rồi nhá. Anh em nhìn phần nước sơn là hầu như là chưa phần bong chóc gì cả. Đấy, bong chóc chỉ một tí thôi. Quan trọng là máy móc bên trong thì liền mạch, không có bể vỡ hay là tình trạng đất tát gì cả. Đấy, hai ốc chân lam bạn trực tiếp một khóa 13 này. À, khóa 10 chứ anh em. Dòng này là dòng Echo CS 302 anh em nhá. Echo CS 302. Con này thì công suất của nó thì vòng tua mở lên đến 32cc để cho anh em về phục vụ sử dụng gia đình. Vòng tua mở nha, chứ không phải là những cái dòng máy ấy nha. Tí thì em sẽ giật test nổ, giờ em sẽ giật test nổ để cho anh em nghe thử xem là cái vòng tua của con này xem nó vip cỡ nào. Nếu mà để cho anh em nhu cầu về sử dụng gia đình nha, thì con này sử dụng siêu chất lượng luôn anh em. Bền bỉ nồi đồng cối đá mà đến từ thương hiệu Echo, thì thương hiệu này thì quá là nổi tiếng rồi, không còn xa lạ gì nữa rồi anh em nhá. À, lọc gió của nó là lọc gió bông. Đây. Anh em nhìn không? Đây. Đấy, nhìn cái lọc gió này, lọc gió bông này. Đấy, anh em nhìn thấy không? Đấy, chế chiếc nguyên zin của nó hết nha. Máy móc cam kết cho anh là chuẩn zin đét đẹp. Và cái dòng này thì cũng khá là nhiều người xài, nên là phụ tùng của nó thì nó cũng dễ dàng kiếm và sửa chữa. Đấy. Bởi vì giá thành của nó rẻ nhưng mà lại cực kỳ chất lượng. Theo máy là một cây lam Latin rồi. Riêng cái bộ lam, bộ xích của cái con máy này á, thì nó dao động tầm khoảng 500.000 anh em nhá. 500-600.000 đây ạ, là cái bộ lam Latin nguyên zin của nó đây. Đấy, còn riêng cây máy này thì nó chỉ khoảng tầm 1 triệu thôi. Rồi, sẽ test nổ anh em nghe xem là cái động cơ của này nó nổ như thế nào. Có thể cắt những khúc gỗ đường kính khoảng tầm 20-25cm anh em nhé. Đường kính khúc gỗ khoảng 20-25cm. Hàng này thì nồi đồng cối đá cho anh em về sử dụng vừa xài vừa đáp, không hỏng được cây máy. Đây, còn anh em này thì đến còn qua con S3. Con này thì giá thành 1.950.000. Dòng này thì nó là dòng thương hiệu Hitachi nhé anh em nhé. Thay vì nó nồi đồng cối đá và máy thì như kiểu một cục sắt luôn, như kiểu con S2, thì con này nó là đa số là bằng nhựa anh nha. Đấy, bằng nhựa nên là nó trọng lượng cây máy thì nó được nhẹ hơn để cho anh em về sử dụng. Còn công suất của hai con thì nó ngang nhau thôi. Tại sao mà giá thành là một con thì chỉ 1.6 triệu, nhưng một con là 1.9 triệu? Bởi vì cân nặng con này thì nhẹ hơn nhiều nhá, nhẹ hơn nhiều với so với con kia. Đấy, còn công suất thì nó ngang nhau. Con này thì 30cc và lam của nó là 40cm, phần mặt cắt là còn 35cm. Xích nó là sử dụng xích mini và xích này vẫn là nguyên zin của nó anh em nha. Xích vẫn nguyên zin của nó luôn. Đó, máy móc thì quá đẹp. Con này thì hầu như nhìn vỏ biết này, nước sơn của nó quá ngon. Đấy, hai ốc chân lam thì cực kỳ chắc chắn cho anh em rồi. Hai ốc chân lam nhá. Nhiều các bác thì rất là thích những cái con máy mà sử dụng hai ốc chân lam như thế này. Các bác cứ lo là bảo là một ốc chân lam thì nó không thể chắc lam, nhưng mà xài thì đây thì con này thì lên hai ốc chân lam cho anh em. Đấy, còn riêng về cái thằng Nhật mà nó đã thiết kế cho anh em rồi ấy, thì một ốc chân lam hay là hai ốc chân lam nó vấn đề là không quan trọng. Đấy, thằng Nhật nó đã thiết kế cho anh em được về xài thì một ốc chân lam nó cũng cực kỳ chắc nhá, chứ không phải là bảo là anh em cứ nhiều anh em Việt Nam thì cứ hay lo là bảo là sợ là một ốc chân lam thì nó không chắc không ngon, nhưng mà một ốc chân lam nó cũng quá là ngon rồi. Chỉ cần khi hai ốc chân lam, khi anh em sử dụng lam quá là dài. Đấy, lam quá là dài thì mới cần sử dụng hai ốc chân lam thôi. Còn những cái lam mà 4 tấc, 5 tấc như thế này này thì một ốc chân lam thì nó cũng cực kỳ chắc rồi, không cần phải là hai ốc anh em nha. Đấy, con này thì về cho anh em cắt những khúc gỗ đường kính khoảng tầm 20-25cm đủ lại anh em.
20 đến 25cm đủ lại anh em nhé. Do mới đầu để lâu không hoạt động thì khi mà anh em đổ xăng lại để cho anh em sử dụng nhá, thì anh em vui lòng kéo le ra giúp em, kéo le ra giúp em và giật cho em tầm khoảng 5 đến 6 cái để cho tình trạng cái bộ chế hòa khí được hút xăng lên. Và khi nó đã hút xăng lên đầy đủ và nổ ngon lành như thế rồi, anh em tắt đi nghỉ giải lao tầm khoảng 10-15 phút thì anh em giật lại thì chỉ cần một cái nhạy là nổ với nhau đó. Chỉ ghi hết xăng như hoặc là như cái vừa nãy tình trạng để lâu máy không hoạt động. Đó, ngày hôm trước ngày hôm sau mới cầm ra sử dụng nha, thì anh em phải kéo le ra anh em nha. Kéo le ra, giật cho em tầm khoảng 5 đến 6 cái và đóng le vào thì giật nó sẽ nổ anh em nhá. Rồi, và đây hàng siêu VIP này nha, thương hiệu Makita 10E333. Con này thì nó thương hiệu rồi và rất là nhiều các bác rất thích cái dòng này. Bởi vì dòng này thì công suất của nó là 33cc về cho anh em về sử dụng gia đình. Dòng này là hệ cưa tay dài để chuyên để cắt ở dưới đất anh em nhá. Đó, có tích hợp chụp giật trợ lực cho anh em này. Đấy. Và dòng này thì không hiểu tại sao mà các bác cực kỳ thích, ưa chuộng dòng này luôn. Đấy, nên là các bác bởi vì cái thứ nhất thì cái dòng này thì nó tình trạng máy mới nhiều. Đấy, thắng xích khóa xích sử dụng đầy đủ này, giá 2.200.000 anh em thấy không ạ? Và lam, và con này đặc biệt thì cửa hàng chúng em đã lên cho anh em một sợi xích mới để cho anh em về sử dụng rồi. Lam là 40cm, phần mặt cắt là còn 35cm. Lam là nguyên zin của nó nha, còn xích thì lam nguyên zin Makita này, thì còn xích thì đã lên cho anh em một sợi xích mới. Em thấy ok chưa ạ? Đó, có đúng nguồn xăng phụ đầy đủ cho anh em này. Con này thì rất tiện lợi và dễ dàng lên xăng. Đấy, thằng xích khóa xích sử dụng đầy đủ cho anh em luôn. Không thấy không ạ? 33cc cho anh em cắt khúc gỗ đường kính khoảng tầm 20 đến 25cm đổ lại, có tích hợp chụp giật trợ lực cho anh em đầy đủ. Con này thì về sử dụng gia đình là chủ yếu nhá, cắt củi cắt vườn đồ linh tinh đấy ạ. Con này thì rất là nhiều các bác hay thích với cái dòng này. Dòng này thì hầu như em lên sóng rồi các bác chốt rất là nhanh. Rồi qua tiếp là con một con máy cưa Curit. Cái dòng này nó là dòng máy cưa nòng đứng anh em nhà, giá thì cũng cực kỳ hữu nghị cho anh em. Công suất của con này là cũng là 30cc để cho anh em về sử dụng gia đình, cho anh em cắt những khúc gỗ đường kính khoảng tầm 20 đến 25cm đổ lại. Nhưng mà con này thì nó là thuộc hệ nòng đứng anh em nhà. Đấy, cái mang thương hiệu Eco này. Đấy, nó là dòng Kyorit. Đấy. Con này thì giá 2 triệu 300 ngàn cho anh em. À, cho anh em xem. Đấy, anh em nhìn bên trong của nó không ạ? Đó, tích hợp nòng của nó là nòng đứng. Và đường kính chai bít tông của này là 36mm anh em nhé. 36mm. Và cái vòng tua của con này thì nó là thuộc dạng vòng tua bình thường chứ không phải là vòng tua mở. Vòng tua mở là những cái con máy như thế này này thì nó nổ thì cực kỳ rét luôn. Nhưng mà bù lại thì về cái độ bền ấy, thì những cái con máy như thế này thì nó sẽ được tình trạng được bền hơn cho anh em. Đấy, tình trạng bền hơn anh em nhá. Cái vòng tua mở thì máy thì nó khỏe thật, nổ thì rét thật, nhưng mà độ bền của nó thì sẽ không được cao và nó lại hao xăng nữa. Còn như kiểu những con máy như thế này thì cái vòng tua của nó thì nó bình thường thôi, nhưng mà
nhưng mà nó cho anh em về sử dụng ấy thì nó bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu cho anh em. Đấy, công nghệ Eco. Nó là dòng Kyoris nhưng mà nó được sản xuất theo công nghệ Eco. Eco này thì nó là những cái dòng máy cắt cỏ, nó cũng hay có thiết kế theo kiểu này đấy ạ. Những con máy được dán tem như thế này này. Đấy là những cái tem mà công nghệ để tiết kiệm xăng. Tiết kiệm xăng anh em nhé. Và cái con này được đặc biệt tích hợp chụp giật trợ lực cho anh em, giá chỉ 2.300.000. Về cho anh em về sử dụng gia đình. Có núm bơm xăng phụ đầy đủ cho anh em này. Đấy, núm bơm xăng phụ đầy đủ và hai ốc chân lam bằng trực tiếp bằng khóa 13. Thắng xích, khóa xích sử dụng đầy đủ cho anh em. Đấy, thắng xích. Đấy, đẩy xuống là thắng. Đấy, kéo lên. Xích chạy, ngò lại. Lam con này là 35cm, phần mặt cắt là còn 30 anh em nha. Xích là xài xích chung 91, xích chung chung với sản phẩm của máy cơ điện. Mua bán trên thị trường thì cực nhiều. Đây, nhìn phần bô của nó này. Bô sáng, không có tình trạng han gì gì cả. Phần mặt tiền con này quá đẹp luôn anh em nhá. Con này thì nó rất là dễ xài luôn, dễ xài hơn những cái dòng máy cưa nòng nằm như thế này. Đấy. Bởi vì nòng đứng thì nó rất là dễ dàng sử dụng. Phần bên trên là đổ nhớt để bôi chơi làm xích này. Bên dưới là đổ nhớt để xăng pha nhớt. Xăng pha chung với nhớt nhà, nhớt hai thì. Còn bên trên này để đổ nhớt. Anh em có thể đổ nhớt Honda hoặc là nhớt gì cũng được. Đấy. Bình xăng con này được tích hợp là nhún hệ thống nhún treo lò xo luôn nhá, cực kỳ bền cho anh em. Đấy, những cái dòng nhún treo mà bằng cao su ấy thì nó rất là nhanh đứt, còn cái nhún treo bằng lò xo này này, cái thứ nhất là nó có tình trạng bị được mềm mại hơn. Anh em cầm nắm, những cái phần cầm nắm tay cầm này thì nó được êm ái nhá, anh em về sử dụng nhiều thì nó không bị mỏi tay và đau tay. Rồi, ta test đổ cho anh em nghe qua. Còn đúng không, xăng phụ đầy đủ này, anh em bơm lên giúp em. Tầm khoảng chục cái, kéo e ra. Đó, giật cho em. Đấy, cho nó giật tầm khoảng 2 đến 3 cái nha. Rồi cho nó nổ cái lè một phát, rồi anh em bóp ga lên là cái lè này nó tự đẩy về. Nổ tiếng thì rất là êm ái cho anh em để sử dụng. Thôi, và bây giờ qua con S6 đây nha. S6 con này thì công suất lớn 34cc. Nó thuộc dạng về sử dụng gia đình chuyên nghiệp rồi anh em nhá. Con này thì vòng tua của nó thì khỏe hơn cái con S5 kia. Con S6 này thì giá là 2.700.000. Nói chung là giá cao thì nó cũng có cái lợi của nó, tiền nào của đấy mà anh em, công suất lớn hơn này. Theo máy là lam Latin luôn anh em nha. Đấy, con này theo máy là lam Latin luôn. Lam 40cm, phần mặt cắt là còn 35cm. Xích sử dụng là xài xích mini. Ở đây, phần mặt tiền của nó đây. Vẫn đầy đủ cho anh em, tích hợp chụp giật trợ lực, núm bơm xăng phụ. Núm bơm xăng phụ và hệ thống nhú treo lò xo. Vẫn là hai ốc chân lam bằng trực tiếp bằng khóa 13. Và có thắng xích, khóa xích sử dụng đầy đủ anh em. Đấy, giá là 2.700.000 anh em nha. Theo máy là một cây lam Latin luôn cho anh em về sử dụng. Công suất thì con này là công suất khỏe 34cc. Đường kính trái bít tông là 38mm anh em nhá. 38mm. Anh em bơm xăng lên giúp cả hai chúng em. Đấy, công tác này gạt xuống là tắt, gạt lên là mở. Kéo le ra. Rồi, cho nó nổ cái, giật tổng khoảng 2-3 cái. Bóp ga lại là cây le này tự đẩy về. Tem anh em nhìn, có tem Eco này là nó sẽ giúp cho anh em, công nghệ của nó là tiết kiệm nhiên liệu và độ bền cao anh em nhỉ. Độ bền cao và tiết kiệm nhiên liệu cho anh em nhìn. Dòng này nó cũng là dòng nòng đứng luôn cho anh em về sử dụng. Đấy, anh em nhìn đúng không ạ? Anh em nhìn này, bên trong của nó quá đẹp luôn anh em. Hệ thống lọc gió là lọc gió giấy nhá, chứ không phải là lọc gió bằng lưới.
Đấy, lọc dầu dây bằng giấy này thì nó sẽ giúp cho cái đường không khí vào thì nó được trong lành hơn, hoạt động cây máy nó bền bỉ. Đấy, nó bền bỉ. Cái chi tiết nhỏ này này, nó từng cái boe của nó được thiết kế cho anh em về sử dụng thì bảo sao là cái công suất của nó bền là cái chỗ đấy anh em, từng chi tiết nhỏ nó cũng thiết kế cực kỳ tỉ mỉ. Anh em nào muốn bền thì đặt con này là quá ok rồi. Giá 2.700.000 đã bao gồm cho anh em phí vận chuyển và tặng kèm phụ kiện đầy đủ nha. Rồi qua con 15. Con này qua con S7 anh em nha. Qua con S7 là một con máy cưa Kyorit 3201. Dòng này nó là dòng nâng cấp của dòng Kyorit 3200 anh em nhá. Anh em để ý này, có cái số ở trên này này, thường thường nó ghi sẽ là 3200 hoặc là 3201. 3201 là đời nâng cấp của dòng 3200, là được cho tích hợp thêm cho anh em là chụp giật trợ lực và núm bơm xăng phụ anh em nhá. Còn 3200 thì sẽ không có chụp giật trợ lực và không có núm bơm xăng phụ. Đấy. Con này thì giá 2.750 và tình trạng con này cực kỳ đẹp luôn anh em. Em nhìn không? Thằng xích khóa xích sử dụng đầy đủ này. Đấy. Máy móc tem mác này hầu như là còn nguyên nhá, tình trạng đẹp như trong thùng luôn. Em cũng không hiểu tại sao mà chủ người ta lại xài có thể phí phạm như thế này được đúng không anh em? Lam là 35 cm, phần mặt cắt là còn 30 cm, xích sử dụng xích chung 91, làm xích là đang nguyên zin của nó luôn anh em nha, chưa hề thay thế. Đấy, hàm chân lam bạn trực tiếp bằng khóa 10 này anh em, tình trạng con máy này xem là nó như thế nào. Đấy, dòng này công suất của nó là 34cc, cho anh em cắt khúc gỗ đường kính khoảng tầm 30 cm đủ lái thì con này là xử lý nhá. Gia đình là chủ yếu, và chịu lực giật rất là dễ nổ em hiểu không, cua cái máy này và tình trạng nổ gang ti này anh em cực kỳ ngon. Đấy, rất là nhạy nổ, 34cc nha. Ôi, còn nếu mà anh em là muốn sử dụng khai thác tầm trung hoặc là về sử dụng gia đình chuyên nghiệp thì anh em, dòng này là dòng V3007 giá 2.900.000. Con này được tích hợp cho anh em là lam Latin luôn anh em nha. Cái dòng lam Latin này thì anh em về khai thác là đúng bài luôn anh em, cực kỳ bền, xích sử dụng nó là xài xích mini. Đấy, lam là lam Latin, lam 40cm, phần mặt cắt là còn 35cm. Anh em thấy không ạ? Công suất của này là 36cc anh em nha. V3007 36cc. Háo chân lam bằng trực tiếp bằng khóa 13 này. Con này thì cho anh em cắt những khúc gỗ đường kính khoảng tầm 35-40cm đổ lại luôn. Đấy, dòng này thì rất là nhiều các bác ưa chuộng luôn, bởi vì cái dòng này em cũng không hiểu tại sao đâu, nhưng mà nó xài cực kỳ bền luôn anh em nhá, cực kỳ bền, nhiều các bác rất ưa chuộng dòng này, bán thì cực kỳ chạy luôn. V3007. Đấy. Con này thì về để cho anh em về sử dụng khai thác tầm trung anh em nha. 36cc, đường kính chai bít tông của nó là 38mm. Qua con S9 này, một con máy cưa S-Tin. Dòng S-Tin thì có lẽ là các bác không còn xa lạ trên đó rồi đúng không ạ? Ông vua rồi, ông vua về ngành nông lâm ngư cơ rồi. Theo S-Tin thì nó cực kỳ, nó gọi là cái gì đấy, nó không thể diễn tả được. Chẳng có cái hãng nào có thể qua được cái hãng này nữa rồi anh em nhá. Con này thì dòng của Đức anh em nha, dòng của Đức chứ không phải là dòng của Trung Quốc anh em nhá. Và có tích hợp chụp giật trợ lực cho anh em, dòng này nó là dòng 170C. Con này thì về để sử dụng gia đình là chủ yếu, cho anh em cắt khúc gỗ đường kính khoảng tầm 30-35cm đổ lại.
giá 3.200.000, nhỏ nhỏ, đường kính cho bít tông là 37mm anh em. Công suất của con này là 32cc, 32cc anh em nhà, máy móc cam kết cho anh em zin 100%. Đấy, nếu mà anh em cứ thấy linh kiện nào mà cả chúng em đã thay thế, cả chúng em xin phép đền 10 lần tiền đó, hoặc là tặng không cho anh em cây máy này luôn. Hàng tới nếu mà anh em kiểm tra hàng nhá, mà thấy linh kiện nào mà đã thay thế, cả chúng em tặng anh em luôn cây máy đó. Anh em cảm thấy yên tâm chưa? Con này thì hai ốc chân lam bằng trực tiếp bằng khóa 13 à 19 này. Lam của nó là bao nhiêu đây? Lam của nó phần mặt cắt là còn vừa một tay mà cầm quay nữa, một tay đo nó hơi khó. Đó, lam của này là mặt cắt là 30 cm, 20 phần mặt cắt của nó là còn 27 cm anh em nhá. 27 cm, còn tổng thể độ dài cây lam thì nó dao động tầm khoảng 35 cm. Đấy, xích sử dụng nó là xài xích chung 91 và phần mặt tiền của nó đây anh em. Con này thì siêu VIP luôn rồi anh em. 3.200.000, thằng xích khóa xích sử dụng đầy đủ này. Đấy, anh em thấy không ạ? Chụp giật trợ lực, máy móc anh em nhìn không? Con này quá đẹp luôn anh em nhá. Đấy. Quay phần mặt tiền của nó đây. Thương hiệu Estin, không còn xa lạ gì nó rồi đúng không anh em? Con này thì cả chúng em thì xin phép thì không bình luận nhiều, bởi vì các bác thì hầu như các bác biết hết về dòng này rồi. Đó. Anh em vui lòng đóng e xuống và giật cho em tầm khoảng mấy cái để cho nó lên xăng anh em. Đấy, cho nó đổ cái e một phát như thế là được. Gạt e lên. Dòng này thì nó là quá VIP và nó cực kỳ bền, và thương hiệu thì nó cực kỳ nổi tiếng anh em nhá. Rồi, cuối cùng là một con máy cưa hút mana đập trong thùng bỏ ra đây cho anh em. Đấy, đẹp như mới luôn anh em nhá, 99%, 3.500.000. Con này thì công suất của nó là 38cc, đường kính cho bít tông là 40mm, có đúng một xăng phụ đầy đủ cho anh em này. Thương hiệu hút mana 236, tình trạng đẹp 99% anh em nhá. Thắng xích khóa xích sử dụng đầy đủ à. Lam xích nguyên zin của nó luôn, lam hút mana. Đấy, xích là xài xích chung 91, xích dùng chung với sản phẩm của máy cơ điện. Lam là 40cm, phần mặt cắt là còn 35cm. Dòng này thì nó là đời khá là cao, đời 2016 anh em nhá. Đấy, đời sản sinh năm này 2016. Đó. Đây, công suất của nó này 38cc, 38cc anh em nha. Anh em nhìn xem, đánh giá con này xem là có trên 99% anh em. Quá VIP và quá chất lượng luôn anh em nha. Đó, con này thì như trong thùng luôn anh em ơi. Đúng với song phụ của nó đây. Rồi, ra test nổ cho anh em nghe qua. Con này thì về sử dụng gia đình cũng được, hoặc là về sử dụng khai thác tầm trung anh em nhé. Điểm gì để chê nữa rồi. Đấy, chặt tổ không? Êm ru luôn anh em. Máy móc ta, riêng con này máy móc thì cả chúng em cam kết cho anh em là nguyên zin 100%. Hàng chuẩn của Thụy Điển anh em nha. Đây, made in Hukama Sweden đây. Sản xuất tại Sweden anh em nhé, thằng quý Thụy Điển đấy ạ. Đấy. Dòng máy là dòng đời cao và dòng đời mới, máy móc này anh em nhìn không? Đẹp 99% anh em. Rồi, và chúng em đã quay cho anh em, giới thiệu cho anh em 10 con máy cơ xích. Nếu mà anh em ưng con nào thì liên hệ cho cả chúng em ngay để đặt hàng anh em nhé. Chỉ cần báo giá cho em, báo cho em là cái mã mà em đã ghi ở trên này. Ví dụ đây là con S10 này, con S1, con S3, con S2, con S4, con S5.
Đấy, và cửa hàng chúng em sẽ đóng hàng và gửi đi cho anh em. Em chỉ cần để lại thông tin, địa chỉ và số điện thoại. Vâng, video cũng khá là dài rồi, cửa hàng chúng em xin kết thúc video tại đây. Hẹn anh em ở những video tiếp theo anh em nha.